Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bài số 17 chương trình lịch sử lớp 12 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2 tháng 9 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 1946. Thì cũng rất là lâu rồi, nay thì tôi mới làm cái video mà có thu âm. Mấy bữa trước thì chủ yếu là cho các bạn là quan sát, có lồng nhạc thôi, không linh tinh liên thuyên nữa. Bài này thì chúng ta có hai phần, thì video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn phần thứ nhất. Câu số 1: ngày 22 tháng 5 năm 46 Vệ Quốc đoàn được đổi tên thành gì ạ? 22 tháng 5 1946 Vệ Quốc đoàn thì được đổi thành tên thành gì ạ? Thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Đó, các bạn rất cần lưu ý. Rồi, câu số 2: sau cách mạng tháng 8, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc thì lực lượng đồng binh của ta đã giải giáp quân Nhật là lực lượng đồng binh. Đồng binh ở đây thì các bạn đã nắm rồi đúng không ạ? Đấy là những nước quân đồng binh của ta đó là gì? Pháp hay Anh hay Tưởng hay Mỹ ạ? Đây chính là gì? Câu C đúng không ạ? Đó, bởi vì phần này thì các bạn đã học trong lý thuyết là các bạn nắm rất là rõ rồi. Đấy, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc thì là quân Tưởng đúng không? Rồi phía trong này là quân Anh, là quân Pháp. Đó, thì cái nội dung này các bạn đã nắm rất là kỹ rồi. Câu số 3: ngày 8 tháng 9 năm 1945 thì Bác Hồ chúng ta đã ký sắc lệnh, đó là thành lập là Nha Bình Dân Học Vụ. Đây là cơ quan chuyên trách về vấn đề gì ạ? Cái này chắc nghe các bạn đã biết là diệt cái gì rồi đúng không? Bình dân thì đó là dốt thôi, có từ học vào đây rồi đó. Rồi, câu số 4: khó khăn lớn nhất của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau cách mạng tháng 8. Đó, đánh bàn tay lưu ý đây là cái khó khăn, mà khó khăn phải là lớn nhất nha. Đó là gì ạ? Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 á, thì chúng ta thành lập là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì lúc đó chúng ta đối mặt với rất là nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên thì khó khăn lớn nhất tại thời điểm đó được chúng ta xác định, được Đảng ta xác định, đó chính là gì ạ? Đó chính là giặc ngoại xâm và nội phản. Đó, đó đây là một trong hai cái thứ mà Đảng ta đã xác định. Câu số 5: ngày 9 tháng 11 năm 46 thì khóa 1 của Quốc hội đã thông qua cái gì ạ? Thông qua hiến pháp hay là đổi tên hay là thành lập ủy ban hành chính các cấp hay là chính phủ liên. Đó, đây chính là gì? Bản hiến pháp đầu tiên. Đó, tới thời điểm bây giờ thì chúng ta có 5 bản hiến pháp đúng không ạ? Và mới gần đấy nhất đó là bản hiến pháp được sửa đổi năm 2013 đúng không? Đó. Thì bản hiến pháp mà 2013 này được sửa đổi từ năm bản hiến pháp của 1999 hay 80 đúng không? Đó, thì các bạn lưu ý thì đây là bản hiến pháp đầu tiên của chúng ta nhé. Rồi, ngày 23 tháng 9 thì được chọn là ngày gì? Cái này thì rõ ràng ta đã nắm rất rõ rồi đúng không? 23 tháng 9 đây được gọi là gì? Ngày Nam Bộ Kháng Chiến. Đó. Và câu số 7: Chủ tịch đã ký sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân Học Vụ nhằm làm gì? Cái câu này vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu ở đây rồi. Nó thành là câu số 3 này. Đó. Đó, thì câu này thì chắc chắn ta đã làm được rồi đúng không? Có cần phải đáp án đúng không ạ? Rồi, đây là gì? Chống nạn mù chữ. Rồi, câu số 8: kể tên hai chính đảng ở Việt Nam là tay sai của Tưởng. Tay sai của Tưởng nhá. Đó, đấy chính là gì ạ? Đấy chính là Việt Quốc và Việt Cách. Cái này các bạn trong lịch sử ghi rất rõ đúng không? Và câu số 9: Đảng, Chính phủ và Chủ tịch đã kêu gọi đồng bào thực hiện tuần lễ vàng và quỹ độc lập. Đó, kêu gọi tuần lễ vàng và quỹ độc lập đây nhằm mục đích gì? Sao ạ? Vì lúc này chúng ta đang khó khăn về mặt tài tài chính đó. Rồi câu số 10, để lùi nạn đói thì biện pháp nào là quan trọng nhất? Biện pháp nào ạ? Đó chính là gì? Tăng gia sản xuất. Những biện pháp A, B, C này chỉ là những biện pháp là gì? Giải pháp tình thế thôi, chứ đây không phải là biện pháp là gì quan trọng, đúng không ạ? Chỉ có vấn đề tăng gia sản xuất thì sẽ có của cải dư thừa. Rồi câu số 11, một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, vân vân. Đây là thực sự nhà nước của dân, do dân vì dân. Đó mục đích là của cái văn bản nào trong những cái nội dung đây ạ? Chúng ta rất là dễ, đây chính là gì? Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 năm 1946. Và câu số 12, mục tiêu chung của thế hệ của thế lực phản động trong và ngoài nước với nước ta sau cách mạng tháng 8, mục tiêu chung của chúng để làm gì ạ? Này ai cũng biết rồi đúng không? Đấy chính là gì? Nhằm phá chính quyền thôi. Rồi câu số 13, sau cách mạng tháng 8, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải đối mặt với khó khăn gì? Ta đối mặt với khó khăn gì ạ? Rồi chính là gì? Ba cái dạng đấy là nạn đói, nạn dốt, rồi ngân sách trống rỗng và ngoại xâm. Đó, như vậy thì ở đây có rất nhiều người sẽ chọn cái câu số A này này, nhưng mà câu này thì chưa đầy đủ nha. Đây cũng là những khó khăn, đó là nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm. Tuy nhiên thì chúng ta phải biết được là cái đáp án D mới là đáp án đầy đủ. Bởi vì sao? Bởi vì ta phải còn liên quan tới vấn đề ngân sách của nhà nước. Ở ngoài giặc ngoại xâm tức là gì? Xâm lược vào thì chúng ta còn có cái nội phản rất là nhiều, bởi vì các cái thế lực của phong kiến lúc đó là gì? Còn tồn tại rất là nhiều. Đó, nên chúng ta rất là lưu ý vấn đề này. Câu số 13 nha. Đây một câu hỏi đưa vào để nhằm cho các bạn có những cái định hình rất là chuẩn trong việc mà xác định kiến thức. Rồi câu số 14 thì Quốc hội khóa 1 đã bầu được bao nhiêu đại biểu? Thường thì những câu này nó hơi máy móc một chút, tuy nhiên thì cũng có thể người ta sẽ ra, do vậy các bạn cũng cần lưu ý. Vậy thì các bạn nhớ đây là gì? 333. Đấy, trùng tên với một loại nước uống có ga, có cồn, đúng không ạ? Bia 333 đó, đúng không ạ? Rồi câu số 15, nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8 ở vào tình thế gì ạ? Rồi, chúng ta đã nghe cái từ này rồi đúng không? Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thì đây là một trong những cái cách ví của Đảng Bắc Hồ. Và câu 16, thắng lợi của tổng tuyển cử khẳng định vấn đề gì? Đó là gì? Tinh thần yêu nước thôi, quyền làm chủ. Và câu số 17, ai là chủ tịch trong chính phủ Liên Hợp Kháng Chiến? Liên Hiệp Kháng Chiến nha các bạn. Rồi chính là gì? Hồ Chí Minh thôi. Câu 18, chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ chấm sau câu sau một dân tộc ... Một dân tộc gì ạ? Đấy là một dân tộc ... tức là chúng ta sẽ có hai từ để chúng ta điền. Vậy thì chúng ta điền từ đó là gì ạ? Một dân tộc mà dốt thì sẽ là một dân tộc yếu. Đây câu nói rất nổi tiếng của Bác Hồ rồi đúng không? Rồi câu số 19, sau bầu cử quốc hội, chính quyền cách mạng ở các địa phương được thành lập có tên là gì? Là chính quyền, tức là mặt chính quyền đó, tại thời điểm bây giờ nó là gì? Ủy ban hành chính các cấp. Ở câu số 20, sau cách mạng tháng 8 với tình thế ngàn cân treo sợi tóc có nghĩa là gì ạ? Tình thế ngàn cân treo sợi tóc có nghĩa là gì ạ? Câu này thì hơi lang mang đúng không? Đó, câu 20 của chúng ta, sau cái mạng tháng 8 khó khăn lớn nhất đưa nước ta vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là gì? Là khó khăn về giặc ngoài. Đó. Tức là khi giặc ngoại xâm vào thì đã đưa cho chúng ta là một cỗ mà rất nhiều tròng, đúng không? Đó. Thì câu tiếp theo, câu 21. Các bạn quan sát cái bức hình sau và chúng ta cho biết cái bức hình này nói lên điều gì, thì rõ ràng ta nhìn chúng ta thấy cái khẩu hiệu đây rồi, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Rồi, vậy thì đây chính là biện pháp giải quyết khó khăn về nạn đói. Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi nha các bạn. Câu số 22, nội dung nào sau đây không đúng với thuận lợi của Việt Nam sau? Chúng ta xem cái thuận lợi đó là gì ạ? Rồi, lấy những quân đồng minh vào để giải giáp quân Nhật. Đây không phải là thuận lợi đúng không ạ? Rồi, câu số 23 cũng quan sát tranh. Lực lượng nào hậu thuẫn cho Pháp trở lại xâm lược chúng ta? Rồi, nhìn đây chúng ta đã biết đây là quân đội của Anh, đúng không? Đó, quân Anh và quân Tưởng cấu kết rồi, Pháp vân vân, được chưa? Rồi, câu số 24, kẻ thù nguy hiểm nhất có mặt ở nước ta sau cái mạng tháng 8. Đó, chúng ta xác định kẻ thù mà nguy hiểm nhất đó là ông nào ạ? Đó chính là ông Pháp. Quân Anh, quân Tưởng, quân này kia, đây chỉ là gì? Chỉ là bình thường thôi, vấn đề gì hết. Rồi, câu 25, cứ 10 ngày nhịn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa, đem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu người dân. Đó, câu nói trên là Pháp phát biểu ở đâu ạ? Câu nói này của gì? Hồ Chí Minh thôi chứ không có của ai khác được. Rồi, trong cái nạn cứu đói đấy, đúng không? Rồi, 26, để giải quyết nạn đói thì Hồ Chí Minh đã kêu gọi gì ạ? Kêu gọi nhường cơm, xẻ áo, tiết kiệm lương thực, tăng gia sản xuất. Rồi, câu 28, bản nhạc nào động viên nhân dân Việt Nam đứng lên kháng chiến? Có bản nhạc nào ạ? Phải bản nhạc giải phóng Việt Nam không? Có phải Sài Gòn Quật Khởi không? Hay là Tiến Quân Ca? Đây chính là bài Nam Bộ Kháng Chiến nha. Đó, có dịp thì các bạn có thể nghe cái bài này. Ở đây thì tôi không có tiện upload lên đây cho các bạn. Là câu bài 9, Quốc hội khóa 1 và Quốc hội khóa 4 tổng tuyển cử bằng hình thức gì? Rồi, chúng ta sử dụng hình thức đấy là hình thức phổ thông đầu phiếu. Và câu cuối cùng, hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng giữ thành quả cách mạng đó là gì ạ? Đó là củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng chế độ mới. Vừa củng cố và xây dựng nha các bạn. Rồi, như vậy thì tôi đã giới thiệu cho bạn xong cái bài số 17 nước ta sau ngày 1945 cho đến trước ngày 19 tháng 12 đến mốc là Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến hay gì đó, đúng không? Đấy, thì cứ như thế đi. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ là chia sẻ, và bây giờ chắc tôi cũng phải kết thúc video tại đây. Rồi, mà các bạn tiếp tục đón xem cái phần 2.